Hôm nay 27 tháng 5, lãnh đạo các nước G7 đã bước sang ngày làm việc thứ hai, trong đó đã đề cập đến các vấn đề về biến đổi khí hậu và năng lượng, cũng như các vấn đề về khủng bố, người nhập cư, thương mại, an ninh mạng và an ninh biển. Các nhà hoạt động trước vấn đề biến đổi khí hậu đã kêu gọi nước chủ nhà Nhật Bản ngừng đầu tư vào ngành công nghiệp khai thác năng lượng hóa thạch. Năm ngoái tại Đức, các lãnh đạo G7 đã ủng hộ sáng kiến giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính và mục tiêu hạn chế trái đất nóng lên ở mức 2 độ C. Về vấn đề an ninh biển, các lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về những căng thẳng leo thang trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi không giải quyết tranh chấp bằng vũ lực. Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi lãnh đạo nhóm các nước G7 không đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra tại Nhật Bản vì cho là không liên quan. Chúng tôi tin là G7 chỉ nên tập trung vào các vấn đề của nhóm thay vì những việc mà họ không nên làm, như là chỉ trích các nước khác chẳng hạn. Những ngày này, tại hội nghị thượng đỉnh G7, lãnh đạo nhóm 7 nước phát triển nhất thế giới đang bày tỏ sự quan tâm về những vấn đề toàn cầu. Vấn đề an ninh biển là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận, đặc biệt là tình hình gia tăng căng thẳng như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trên Biển Đông, khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết vùng biển, gây nên phản ứng từ Nhật Bản và những nước ASEAN, trong đó có Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam.